kem, bánh kem mà. Cô đòi ăn nãy không ăn cái đó, hết rồi. Bây giờ cái tàu này là còn phải đi xuống Nhà Bè nữa, giữa Cần Giờ nữa thì may là chưa đâu, chắc là nó phải đi đường sông mình thiếu thì đi quận 8 thôi đi. Trời ơi, khách đông lắm. Chắc nó quay đầu lại. Đang gái cá màu tím á. Ngọt quá ngay cũng. Đi Thổ Nhĩ Kỳ có cái sông Mô Kho đấy. Trên sông có cái tàu này cũng là miên man luôn. Tàu nó bự lắm. Trời ơi, hành khách đi chơi như này nè, có ngồi trên bon luôn. Cái này cái tàu nhỏ lắm, tàu kia nó có bon, có tầng luôn, có lòng đậu. Và đi của nó dài lắm. Ai đi lại, đi nhanh. Ồ, chứng tỏ tàu này cũng người không có ghế vẫn mua được. Đứng nhẹ. Không có trong mà ra là đứng. Ừ, chứ mà đâu có không cần áo phao đâu với ghê. Ờ. Thì đó người ta nói nó chẳng phải áo phao. Bên Việt Nam coi thường ba cái đứng này quá. Lấn ra sông hết kinh. Thì hôm nay ra về có bé rồi là vui rồi đó. Thank you.